Xin kính chào quý chị và các bạn. Mời quý chị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi mời quý chị và các bạn cùng theo dõi một số nội dung chính sau đây. Trà Vinh tổ chức hội nghị đầu tư xanh năm 2019, kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, định hướng thị trường trên nền tảng logistics. Trà Vinh tổ chức lễ động thổ trung tâm hỗ trợ nông dân LaviFarm tại xã Bình Phú, huyện Càng Long. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt các nữ anh hùng, lực lượng vũ trang, các nữ tu chính trị tỉnh để gặp gỡ, thăm hỏi, tri ân những nhân chứng lịch sử anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang qua chiến thắng lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 26 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ và tạp chí Nhà quản lý tổ chức hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh năm 2019, kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, định hướng thị trường trên nền tảng logistics. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã đến dự. Về phía lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng đã thông tin đến các đại biểu về điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gắn với những lợi thế cũng như những khó khăn đang gặp phải, nhất là trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đó cũng là những vấn đề đặt ra cho chính quyền, người nông dân Trà Vinh là cần phải tiếp tục đổi mới nhanh chóng và mạnh mẽ phương thức sản xuất, cải tiến sản xuất vận dụng công nghệ cao để tăng năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và đáp ứng các quy định khắt khe của thị trường quốc tế, đồng thời phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu của tái cơ cấu là nhằm giúp người nông dân Trà Vinh nâng cao năng lực sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp người nông dân Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, để người nông dân Trà Vinh được tăng thu nhập được cao hơn và làm giàu trên mảnh đất của mình. Trong bối cảnh đó, tôi đánh giá rất cao mô hình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng thị trường. Điểm khác biệt cơ bản là nổi bật trong mô hình này, theo tôi đó là người nông dân sẽ tiếp cận được các phương pháp kỹ thuật canh tác, sản xuất sản phẩm an toàn, đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường thế giới. Tôi tin tưởng mô hình này sẽ mang lại diện mạo mới cho nền nông nghiệp của tỉnh, hỗ trợ được nhiều hơn cho người nông dân và sẽ tạo đà cho nông nghiệp Trà Vinh thực sự cất cánh. Thông qua hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng mong muốn được chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ chế biến nông thủy sản. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng nhấn mạnh, tuy tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng tiềm năng của Trà Vinh còn rất lớn. Với khát vọng quyết tâm đưa Trà Vinh phát triển, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp tối ưu hóa sức đầu tư của mình, để sự phát triển phồn thịnh của nhà đầu tư doanh nghiệp sẽ song hành cùng sự phồn vinh phát triển của tỉnh Trà Vinh. Theo các diễn giả, các nhà khoa học, Trà Vinh có những lợi thế chiến lược trong phát triển nông nghiệp, tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập quốc tế và xây dựng nền tảng logistics liên kết dùng phục vụ phát triển nông nghiệp. Đặc biệt tận dụng lợi thế giao thông đường thủy vốn chưa được khai thác đúng với tiềm năng. Các đại biểu cho rằng bên cạnh các yếu tố thuận lợi khác thì Trà Vinh có hệ thống sông ngòi cùng với mạng lưới đường bộ đang được đầu tư nâng cấp, tương lai sẽ trở thành bệ đỡ cho nền kinh tế cất cánh. Bên cạnh lợi thế, ngành nông nghiệp Trà Vinh hiện đối mặt với nhiều thách thức. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chưa có sự đột phá toàn diện. Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông sản chủ lực còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán thiếu đồng bộ, chưa hình thành được nhiều vùng chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác tổ chức lại sản xuất, thực hiện liên kết, xây dựng chuỗi giá trị cho một số nông thủy sản chủ lực chưa được quan tâm đúng mức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để thu nhập nông thôn bằng 2/3 của thành thị, sẽ cần 15 năm nữa, còn để đạt được 80% thu nhập thành thị thì cần 33 năm nữa. Vì vậy, để tăng thu nhập nhanh hơn cho người dân ở nông thôn và miền núi thì cần tìm các giải pháp mới hiệu quả hơn để phát triển sản xuất. Theo đó, việc tìm con đường mới để nâng cao đáng kể năng suất thu nhập cho sản xuất nông nghiệp là yếu tố quyết định.
bởi tài nguyên lớn nhất của nông thôn và miền núi là các tài nguyên để phát triển nông nghiệp. Hay nói cái khác là phải làm cho thu nhập của nông dân tăng cao hơn, chứ không phải chờ thu nhập của công nghiệp tăng cao. Câu hỏi là vậy thì nông nghiệp trồng cây gì, nuôi con gì, trồng nuôi như thế nào và bán như thế nào để có thu nhập tăng mạnh mẽ cho người nông dân thì càng ngày càng rõ hơn giải pháp. Chúng ta đã có những cái sản phẩm quốc gia như là lúa gạo, cá da trơn, nấm, tôm, cà phê và sâm Việt Nam. 6 sản phẩm này được đưa vào chương trình sản phẩm quốc gia. Nhưng mà có một cái loại sản phẩm không thuộc chương trình quốc gia mà vừa qua đã tăng rất nhanh về sản lượng, đem lại hiệu quả cao cho nông dân. Đó chính là nhóm mặt hàng rau, củ và hoa. Không phải là sản phẩm quốc gia, nhưng năm 2016 thì nhóm mặt hàng này xuất khẩu đạt 2,45 tỷ đô la. Như vậy là cao hơn sản phẩm dầu thô và gạo. Là trong 18 năm qua thì dầu thô từ chỗ là đem lại cái giá trị xuất khẩu 7 đến 8 tỷ đô la thì giờ đây giảm xuống còn khoảng trên dưới 2 tỷ đô la. Đây là ngành mà sử dụng tài nguyên không bền vững, thì khai thác xong là hết, đúng không ạ? Nhưng mà trồng và nuôi là có thể trở thành một ngành phát triển bền vững. Rồi trồng năm nay, năm sau trồng tiếp. Mà nhân loại đã trồng 3.000 năm rồi, chắc cũng có trồng cũng cỡ 3.000 năm nữa. Như vậy nông nghiệp có triển vọng chính là cái ngành kinh tế phát triển bền vững. Để thực hiện đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đưa ra 3 nhóm giải pháp gồm đưa sản phẩm quả, rau, hoa vào chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn 2019-2025 với các giải pháp đồng bộ, khoa học, hiệu quả, giải pháp xây dựng hợp tác xã kiểu mới thành mô hình chủ đạo hỗ trợ và liên kết nông dân trồng các loại quả, rau, hoa xuất khẩu với các doanh nghiệp trong việc cung ứng đầu vào tiêu thụ sản phẩm và vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất. Đồng thời cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư chế biến và xuất khẩu quả, rau, hoa cùng nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao chủ yếu từ các hợp tác xã và cần hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp này về vốn đất đai. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ, Công ty Cổ phần Lavi Food và các đơn vị tài trợ đã ký kết 10 biên bản thỏa thuận để hỗ trợ hợp tác và đầu tư thực hiện các phần việc có liên quan đến việc phát triển nông nghiệp tỉnh Trà Vinh theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, ngành rau củ quả, định hướng thị trường trên nền tảng logistics. Dịp này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho quỹ học bổng ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành và đóng góp vào chương trình an sinh xã hội tỉnh Trà Vinh. Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã đến dự lễ và thực hiện nghi thức động thổ trung tâm hỗ trợ nông dân Lavi Farm tại xã Bình Phú, huyện Càng Long. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ cho rằng đây là mô hình đầu tiên ra đời tại Việt Nam. Trung tâm có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tư vấn các loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường và quy hoạch chung, cung cấp và xây dựng giải pháp kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, cũng như hỗ trợ sơ chế và bảo quản nông sản, kết hợp dùng trồng thực nghiệm đối với người nông dân tại Trà Vinh. Sứ mệnh của trung tâm là đào tạo nông dân thành công dân nông nghiệp, đổi mới để nâng cao tính cạnh tranh của nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, liên kết và hợp tác để đảm bảo lợi ích cho nông dân. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng trên diện tích gần 17 hectare tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long, gồm 4 khu vực chính: khu vực siêu thị, khu vực dịch vụ, khu vực sơ chế đóng gói và khu vực kho. Trung tâm cũng là nơi tập kết và bao tiêu nông sản cho bà con nông dân. Dự kiến trung tâm sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2020. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho rằng đây là một trong những dự án trọng tâm trong kêu gọi đầu tư của tỉnh, sẽ giải quyết việc làm thường xuyên từ 70 đến 100 lao động.
Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin rằng khi dự án đưa vào hoạt động sẽ là nơi tư vấn trình diễn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, cung cấp và hướng dẫn về trật tự nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần mang lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần tăng năng suất canh tác cây trồng, cung cấp nông sản chất lượng cao, an toàn đến người dân. Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả yêu cầu đề ra, tôi đề nghị nhà đầu tư tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường, sinh hoạt, đời sống, sản xuất của nhân dân trong khu vực. Hai là ưu tiên tuyển dụng lao động và người địa phương để thi công thực hiện dự án có kế hoạch cùng với chính quyền địa phương đào tạo, bồi dưỡng, bố trí lao động tại địa phương để làm việc khi dự án đi vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm ổn định cho nhân dân địa phương theo quy tắc. Cái gì người địa phương làm được thì ưu tiên bố trí lao động cho địa phương. Ba, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến ngành địa phương quản lý, giúp nhà đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ đã đề ra. Theo báo cáo, mô hình Trung tâm Hỗ trợ Nông dân LaVifarm là mắt xích quan trọng phát triển mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, định hướng thị trường trên nền tảng logistics trong ngành rau củ quả do Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ sáng lập và vận hành. Trung tâm Hỗ trợ Nông dân LaVifarm Trà Vinh khi hoàn thành sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng cho người nông dân Trà Vinh, đáp ứng nhu cầu liên kết và hợp tác nâng cao tính cạnh tranh của nông sản Trà Vinh. Ngày 26 tháng 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối doanh nghiệp thành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Đến dự có đồng chí Lâm Minh Đằng, Ủy viên Thường trụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Chân Tiến, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố quyết định hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh thành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh với 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy, 7 đồng chí tham gia Ban Thường trụ Đảng ủy. Theo đó, đồng chí Trần Chân Bồi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Vạn và đồng chí Cao Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Minh Đằng, Ủy viên Thường trụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định, việc hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh là quyết định phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Lâm Minh Đằng cũng đề nghị sau khi hợp nhất, Ban Thường trụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp cần nhanh chóng kiện toàn, ổn định nhân sự, đồng thời tiến hành thực hiện thông báo cho hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải phát huy tốt vai trò trách nhiệm và nâng cao năng lực lãnh chỉ đạo, tạo khối đoàn kết trong toàn đảng bộ, tạo tiền đề hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ngày 26 tháng 4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tiến hành với sự tham dự của 157 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các vị nhân sĩ tri thức, các thành phần kinh tế trong huyện. Đến dự đại hội có ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tăng cường công tác phối hợp cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của mặt trận toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngày càng phát triển với chất lượng cao hơn, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp từng bước được nâng cao, sự phối hợp thống nhất hành động giữa mặt trận và các tổ chức thành viên, giữa mặt trận với các cấp chính quyền ngày càng được quan tâm. Điểm nổi bật nhất ở nhiệm kỳ qua là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội do nghị quyết đại hội đề ra. Phát biểu tại đại hội, bà Thạch Thị Sa Thi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đề nghị trong nhiệm kỳ mới phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các ngành liên quan, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt chú trọng quan tâm giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng tiềm lực quốc phòng ở địa phương,
động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc và tạo điều kiện giải quyết việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Đại hội tiến hành hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành khóa 9 gồm 52 thành viên. Ông Hồ Quang Xê tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2019-2024. Nhận được tin báo của quân chúng, vào khoảng 1 giờ 30 phút đêm 26 tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa tổ chức tuần tra phát hiện và bắt quả tang phương tiện xà lan biển kiểm soát ND3031 do ông Bùi Văn Hân, sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Nam Định, làm thuyền trưởng và chủ phương tiện. Trên phương tiện còn có 5 người đang khai thác cát trái phép tại khu vực luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, tọa độ 9 độ 34 phút 2 giây vĩ độ Bắc, 106 độ 32 phút 7 giây kinh độ Đông, thuộc ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Theo kết quả điều tra ban đầu, trên phương tiện đã khai thác được 317 mét khối cát. Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 4 cùng với cả nước trong không khí chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức một hoạt động rất ý nghĩa, đó là họp mặt các nữ anh hùng, lực lượng vũ trang, các nữ tù chính trị tỉnh Trà Vinh để gặp gỡ, thăm hỏi, tri ân những nhân chứng lịch sử anh hùng bất khuất trung hậu Đảm Đang qua chiến thắng lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam là chiến thắng lịch sử vĩ đại. Năm ấy quân và dân tỉnh Trà Vinh đã theo cách mạng, với mỗi xã ấp thành một chiến trường, mỗi người dân yêu nước là một chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1975, quân và dân ta đã đánh bại các cuộc phản kích của địch, nhất là cuộc chiến công chiến lược năm 1972. Ta đã loại khỏi trận chiến hơn 11.000 tên địch, giải phóng nhiều đồng bót, mở rộng vùng giải phóng, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Trà Vinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Để có được chiến thắng đó, lớp người đi trước đã hy sinh xương máu, hàng vạn chiến sĩ cách mạng, trong đó có các chị đã kiên trung bất khuất khi bị địch bắt cầm tù tra tấn trong các nhà tù trại giam của địch. Ở Trà Vinh có 10 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 692 nữ tù chính trị. Buổi họp mặt là cuộc gặp gỡ của những đồng chí, đồng đội đã từng vượt qua những khó khăn gian khổ trong nhà tù của địch năm xưa để giữ gìn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. 692 nữ tù chính trị là 692 câu chuyện với những mất mát hy sinh cho ngày thống nhất đất nước. Cô Trần Thanh Hồng là những hồi ức khi làm nhiệm vụ nhận và dẫn vũ khí cho chiến trường Trà Vinh Vĩnh Long năm xưa. Cô Dương Thị Kim Anh là quá trình hoạt động du kích mật, hoạt động đội biệt động nội ô. Cô Phan Thị Lý, người cháu liên năm xưa của tiểu đoàn 306, bị địch bắt khi năm 16 tuổi. Hơn 10 năm gian khổ trong nhà tù, khi độc lập trở về, đã qua tuổi thanh xuân. Những tháng năm bị địch bắt tra tấn tù đầy được các cô kể lại là một phần lịch sử, là một sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước cho hòa bình độc lập, để thế hệ hôm nay ghi nhớ và mãi tri ân. Ở tỉnh Trà Vinh có 10 anh hùng lực lượng vũ trang, 692 nữ tù chính trị, trong đó có nhiều cô, nhiều chị tù đài nhiều năm, như cô Phan Thị Lý, xã Thanh Mỹ, Châu Thành, tù đài 10 năm 6 tháng, cô Nguyễn Thị Mảnh, xã Hiếu Trung, Tiểu Cần, tù đài 7 năm 7 tháng, cô Nguyễn Thị À, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, bị tù đài 6 năm 2 tháng, cô Thập Thị Bình, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, bị tù đài 5 năm 1 tháng. Cô Bùi Thị Ngọc Anh, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tù đài 4 năm 7 tháng và nhiều cô chị khác nữa. Các cô chị đã chịu đựng những đòn tra tấn dã man của kẻ thù và tay sai. Có nhiều cô chị bị tra tấn đến hy sinh vẫn tuyệt đối giữ bí mật cho đồng đội hoặc bị tra tấn đến tàn phế một phần thân thể vẫn giữ khí tiết anh hùng. Nối tiếp truyền thống dễ dàng của các nữ anh hùng, nữ tù chính trị, thời kỳ kháng chiến, thế hệ phụ nữ hôm nay hãy phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, công tác, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, năng động, sáng tạo, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo,
có lối sống văn hóa, giàu lòng nhân ái, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Với vai trò trách nhiệm là một nữ cán bộ đoàn, tôi sẽ tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với tiêu chí tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn trong nữ thanh niên, gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hỗ trợ tạo điều kiện cho nữ thanh niên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng xã hội và hội nhập quốc tế. Hỗ trợ cho nữ thanh niên học nghề và tạo việc làm. Hỗ trợ cho nữ thanh niên đoàn viên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc. 44 năm đã đi qua, các chị đã hoàn thành nhiệm vụ cho đất nước, với dân tộc. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, đối diện với tuổi già bệnh tật do những di chứng để lại của sự tra tấn ác liệt của địch, cuộc sống nhiều chị còn rất khó khăn. Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động các cơ quan ban ngành tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho 10 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các chị giảm bớt vất vả trong cuộc sống. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin buổi sáng ngày mai. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo khí tượng thời gian đêm nay và ngày mai về kết quả quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 26 tháng 4 năm 2019. Tại sông Cổ Chiên, Châu Thành, cầu Gạch Róc, độ mặn 4 phần ngàn, độ pH 8.0, độ kiềm 70 mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại sông Vinh Kim, cầu ngang cần cầu Vinh Kim, độ mặn 0 phần ngàn, độ pH 7.5, độ kiềm 70 mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại sông Hiệp Mỹ, cầu ngang gần cầu Hiệp Mỹ, độ mặn 11 phần ngàn, độ pH 7.8, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ nước 31 độ C. Tại cống Thâu Râu, Mỹ Long Nam, cầu ngang, độ mặn 12 phần ngàn, độ pH 7.5, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu sông Giang, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 12 phần ngàn, độ pH 8.0, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại sông Long Toàn, Duyên Hải, cầu Long Toàn, độ mặn 14 phần ngàn, độ pH 8.5, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu Kinh Đào, Long Chỉnh, Duyên Hải, độ mặn 12 phần ngàn, độ pH 8.0, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cống La Bang, Rôn Châu, Duyên Hải, độ mặn 11 phần ngàn, độ pH 7.5, độ kiềm 80 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 15 phần ngàn, độ pH 8.5, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại dàm Trà Kha, Định An, Trà Cú, độ mặn 5 phần ngàn, độ pH 7.5, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 31,5 độ C. Tại hợp tác xã Ngư Thành Đạt, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 9 phần ngàn, độ pH 8.0, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 31 độ C. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2019, mực nước trên các sông chính trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Vinh 105 cm, ngày 26 tháng 4 thấp hơn ngày 25 tháng 4 8 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 111 cm, ngày 26 tháng 4 thấp hơn ngày 25 tháng 4 6 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 14 phần ngàn, độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 3,1 phần ngàn, Trà Vinh 0,1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 4,2 phần ngàn, Cầu Quan 0,1 phần ngàn. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27 tháng 4 năm 2019, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng sấm sét và lốc xoáy trong cơn dông, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Mực nước trên các sông chính, trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Chinh 100 cm, lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, thấp hơn ngày 26 tháng 4 5 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 105 cm, lúc 9 giờ ngày 27 tháng 4, thấp hơn ngày 26 tháng 4 6 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 13,5 phần ngàn, độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 3 phần ngàn, Trà Chinh nhỏ hơn 0,5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 3 phần ngàn, Cầu Quan nhỏ hơn 0,5 phần ngàn. Thời tiết trên các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường.